Này cái bãi ghe này người ta xuồng này là xuồng để bắt cá này. Hai bên là cây thốt nốt luôn rồi. Động đây là động người ta xả lũ nè, nó ngập nước. Mấy chiếc xuồng để người ta đi giăng câu, giăng lưới với đẩy cuông. Ở cái dưới người ta dẹp rồi. Mấy cái gò này á, mấy cái gò mối này nè, để có cái gò mối gì đó người ta hay cúng. Bánh này hốt nghe đi. Lưới đường cũng có 2 ký. 2 ký. Rồi bông hôm nó hết rồi. Là cái dưới kinh này hay là trên kinh đồng? Đồng á. Trên đồng này. Cá nhím lưới trên đồng rồi con. Cá sẵn để làm bát nè. Đem đâu bán? Dùng đem sông bán. Đường này có hai đoạn có cây thốt nốt, ngoài ra là bạch đàn luôn à, nước còn mênh mông à. Cái này là cái thà la của chùa người ta làm cho mấy người ta đi làm ruộng đó. Sà la bằng đá ngoan con đàn. Bà ở tạm thời chứ bà ở luôn đâu được. Và cái này người ta làm để cho khách ở đường này nọ. Này mấy anh em đi ngồi dịch. Dịch bao nhiêu? Mấy ngàn con. Mình ăn gì ít quá vậy sao đủ nuôi. Quê người con mắt buồn xa nâu dâu tình yêu đẻ được nhiêu rồi mắt đen về đâu 70 hả tép này tép đồng rồi mắt đen chờ ai tháng ngày mọi mòn môi tình 70 giờ này cái đám bắt cá là chắc xong hết rồi chứ lưới này nọ chắc nghỉ hết rồi ha. Cũng có mấy tay lưới nè. Có giăng đâu không? Người ta ở gần ở cái đồng mặt nước ai cũng sắm tay lưới nhỉ. Dài 3 tay lưới để giăng. Thôi tôi đi nha. Đường này người ta đang chuẩn bị đổ bê tông. Mấy anh em nãy là người ta chăm dịch, ta thả dịch chạy đồng. Kinh Sà Nư, đường bờ Kinh Sà Nư.
xà nư xà nu gì đó. Có cái xà xà, có cái sống nhỏ nhỏ. Ở đây đông nhất. Thì chuẩn bị đổ bê tông, chuẩn bị đổ đường bê tông. Rồi, mấy cái nhà sàn nè thì ngập nước, người ta làm cái đường đi vô vậy nè. Cái bãi ghe này người ta xuồng này là xuồng cái bắt cá nè. Cái là tả rập. Năm nay có cá không? Quê nhà tôi ơi, ba vì xanh tím, nón chiều che ngang, mặt chiều hoang vắng. Những đêm để rạp không hả? Khói hương trầm mây, bóng trăng ngồi đây. Chỉ có xóm này mới làm rạp thôi, mấy chỗ khác đâu có ai làm rạp hả? Quê nhà tôi ơi, quê người con gái. Xa nâu dấu tình yêu dấu, mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn mối tình lòng nông. Bữa nay có đi thả không? Dạ, chị nấu đi cho. Thả dọc dọc từ đây nè hả? Dạ, đi kênh này, kênh kia, kênh nọ, kênh kênh gì đó. Mấy giờ thả? 12 giờ đi rồi. Còn đêm á ha. Chúng là chiều đi thả. Chiều thả rồi 12 giờ khuya đi dở hả? Mấy
Mấy vỏ lái này toàn là thả rạp không á hả? Dạ thả rạp không á. Năm nay có nước cũng đỡ. Ừ. Cá thì nó không được nhiều lắm nhưng mà có nước cũng đỡ. Nghèo nghèo kiếm vớt vát được. Hồi đầu mùa tưởng đâu không có nước rồi. Thôi chú đi nha. Tiếp tẩy vào hai lên kìa. Đây được kêu bến phà gì ha? À, cầu sắt 13 hả? Bên đó có chiếc tàu sắt nó vô.